Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Kỹ thuật Nhật Bản phối hợp với Trung tâm SEAMEO và Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội đã khởi động dự án Global 30 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 14 trường đại học danh tiếng của Nhật Bản. Các trường đại học tham dự đã giới thiệu về hệ thống giáo dục, chương trình học, thủ tục nhập học của trường mình và đối thoại trực tiếp giải đáp những thắc mắc của sinh viên. Theo thống kê của Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản, năm 2010, tỷ lệ du học sinh Việt Nam hiện đứng thứ tư tại Nhật Bản.